Bạn năm nay 28 tuổi, AMH1.1 làm thủ tinh ống nghiệm có thành công hay không? Ông xã này phân mảnh 30%, hình dạng là 0%. 28 tuổi mà AMH bạn là có 1.1 thì rõ ràng là bạn đang có giảm dự trữ buồng trứng. Bạn có thể xem lại cái video trước bác sĩ Nhật có nói cho bạn về dự trữ buồng trứng. Dự trữ buồng trứng chính là cái khả năng của buồng trứng ha, có thể kết hợp với tinh trùng ha, và nó tạo ra phôi để phôi phát triển. Thế như vậy thường cái dự trữ buồng trứng AMH nó sẽ dao động từ khoảng 1.8, 2.1 cho tới 6 chấm. Nếu như dự trữ buồng trứng mà dưới 0.7 là giảm nặng, dưới 1.1 là giảm trung bình và dưới 1.8 là bắt đầu giảm các bạn ha. Như vậy 28 tuổi như vậy thì giảm khá nhiều, và bạn đợi vào ngày phóng sinh thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì bạn làm thêm một cái AFC để coi cái năng lượng huyết sắc tổng của bạn là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ loại trừ cái chuyện AMH này là nó không chính xác ha, tại vì nó sẽ tương hợp với nhau. Ví dụ như AMH mà 1.1 này thì thông thường AFC đầu chu kỳ của bạn chắc khoảng chừng 5 ha, 5 6 thôi. Tuy nhiên là bác sĩ Nhật vẫn có thể thành công IVF cho bạn bằng cách là chúng ta sử dụng những phác đồ hoặc là kích thích buồng trứng ghép, có nghĩa là trong một chu kỳ chúng ta kích thích buồng trứng 2 lần, chúng ta lấy trứng 2 lần trong cùng một tháng, đó là gọi là kích thích buồng trứng ghép, lấy trứng 2 lần và vét, gọi là dùng từ vét trứng của bạn. Cái thứ hai là mass stimulation, có nghĩa là kích thích buồng trứng nhẹ và chúng ta một lần chúng ta chỉ lấy 1 đến 2 noãn thôi và kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng thì chúng ta được khoảng 5 đến 6 noãn. À, như vậy chúng ta kết hợp chúng ta sẽ được phôi và khả năng là bạn vẫn có thể thành công. Với tinh trùng phân mảnh 30% này thì chúng ta sẽ nên làm một cái thí nghiệm, và chúng ta sẽ nếu được làm cái nuôi phôi ngày 5, nếu các bạn có nhiều phôi từ 4 5 phôi trở lên các bạn nha.